cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Là vợ con bị gì? Kể thì bị ngã xe máy á. Vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó lại gọi được cho con. Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì ông sẽ đến. Hai đến thôi con nhỏ chứ không bị. Mà mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức với nhau rồi, yêu nhau rồi và không đến cần phải nói một cái lời nào. Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Những buồn lắm. Cô cứ mang những câu chuyện buồn thế. Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao nó thì đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Đầu năm 2019 thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng á thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ vẩn. Vớ vẩn với một người khác đó làm cùng nhau. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận là trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Và con cũng như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và hôm nay con 28 tuổi ạ. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Hai đứa cùng tuổi. Dạ. Ôi trời. Trước đây cái cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Cái lần đầu tiên quen vợ con, đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm ở một cái nhà hàng. Cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á. Qua cái kính ấy chú, con hay nhìn ra ngoài đường. Thì khi đấy rất trùng hợp, tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Con thấy vợ của con đứng ở bên đường, xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo á chú. Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này hết. Ơi xin đừng chết chát cho. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cuốn sách cái tình. Còn bạn này thì sao? Trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Ở một cái bữa ăn tối thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thực sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo kiểu thích hay như nào. Chả chết đi được. Sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó dữ dàng hơn cô chú ạ. Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Là vợ con bị gì? Okay, con bị ngã xe máy á. Vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó Lại gọi được cho con. Là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi ạ. Tại khi đó vợ con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7 đến 8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Thế con thì sao? Trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai? Chính là chồng con bây giờ. Con thấy chồng con thì chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với vợ? Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì thì hai người bạn về chơi, nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Là về ra mắt rồi, về ra mắt thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, cô. Vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không có xe. Ai có xe nhưng mà con không về ạ. Con không về ạ. Ngu sao về? Cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Nhưng mà tối nó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Ở ngoài khách sạn ạ. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc. Thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó. Như thế thôi. Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà
cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ, chứ không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là cùng nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem là tự nhiên lúc con trùng xuống, phải chăng là nguyên nhân từ phía con? À, từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Những buồn nữa. Thì... cô cứ mang những câu chuyện buồn thế. Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Nói vì... cô nghe. Đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Đầu năm 2019 thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng á, thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ vẩn với một người khác đó, làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến bây giờ luôn. Thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. 2017 con lại quay ra con mở nhà hàng. Thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung, và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều, mà cộng với cái công việc là con sở trách công việc của con mà vợ con cũng gần như là cũng sở trách công việc của vợ con, tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút, thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình, tại vì mình có hiểu được mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Thật sự ban đầu con không có tin đâu, vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngày, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ấy ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau, có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà. Trời ơi, con chỉ khóc và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự thật đó. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm, con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể thực hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Và con đi ra khách sạn con ở. Thì con có nhắn với bố vợ của con. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và con nhắn về cho bố đẻ của con á. Con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt thôi. Và khi đó vợ con đang khóc thì bố con có xin lỗi vợ con. Để mà bỏ tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay 1 tuần á. Thì sau đó khoảng 1 tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn, và những người bạn khác nữa có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp, con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa, nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai cho ăn cơ hội đó. Cứ mỗi lần giao quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động. Thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân lời thành. Xin lỗi chân thành. Anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa. Và anh hứa từ nay về sau tiếp theo nữa thì anh sẽ sống mãi với những cái gì mà anh đã hứa với vợ ngày xưa. Và anh sẽ luôn luôn đứng đắn và luôn luôn chỉ hướng về vợ thôi. Và còn những lời cảm ơn nữa chứ.
Và con cũng muốn gửi tới những lời cảm ơn tới những người bố mẹ của con, bố mẹ vợ, và kể cả bố con đã mất rồi, thì con cũng muốn gửi tới bố một lời cảm ơn, và gửi tới lời cảm ơn những người bạn của con, sếp của con, sếp của con. Thực sự là những ân nhân của con. Nói chung là ông đổ rồi xong rồi tất cả những người yêu quý ông là phải lao vào để mà coi như là vực hỗ trợ, hỗ trợ và coi như là tạo một cái cơ hội để cho các bạn có một cơ hội quay lại với nhau. Cô muốn hỏi con nè, cái thời điểm đó đó thì những cái lời mà con nghe từ người thân, bạn bè của con, từ sếp của con, từ bố mẹ con như là bố mẹ của chồng con đó, là những lời như thế nào? Trong cái thời điểm đó thì thật sự cái người mà đầu tiên con đã rất là ấn tượng đến chính là bố chồng của con. Khi mà ngay trong đêm bố đã sẵn sàng phi từ quê để ra đến Hà Nội để có thể là gặp gỡ và muốn kéo hai vợ chồng lại về với nhau. Lúc đấy thật sự là con thấy thương bố chồng con hơn là thương cả chồng con luôn ấy. Vì lúc đấy đang rất là dỗi, rất là giận mà. Và kể cả là bố đẻ của con cũng cảm nhận được cái sự vun vén của bố. Đó, sau đấy rồi nghe những người bạn chia sẻ, những người bạn rồi cả những người sếp, người chị. Cũng như có thể tha thứ được cho nhau thì chúng ta sẽ tha thứ. Nhưng bên cạnh đó là những người thân cũng như là bạn bè xung quanh á, thì mình tránh cái việc gọi là đổ dầu vào lửa. Đúng rồi. Và tránh cái chuyện là tách tụi nó ra được á, để mà tránh những cái chuyện đó thì là sẽ tốt hơn chẳng hạn. Đừng nên bao giờ như vậy. Không vung vào thì thôi, thì mình im lặng thôi để tự họ quyết định. Còn đừng bàn ra. Đúng theo rồi. Chị thấy là như vậy, đừng bàn ra. Vì nếu mà lần đó mà con bị cái chuyện bàn ra thì bây giờ tụi con mất nhau rồi. Đúng, đúng rồi. Không? Trong khi bây giờ thấy tụi con rất là viên mãn luôn. Đứa nào nấy mắt sáng ngời, thành đạt rồi, hạnh phúc. Rồi, thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Đây là cái phần mà hấp dẫn nhất đấy nha. Đó. Và cơ hội chúng ta chỉ có một lần để nói về những cái tật xấu của đối phương thôi nha. Chồng con ý là một người gọn gàng, sạch sẽ. Mà có một cái con thật sự cũng hơi không thích lắm. Đấy là bị gọn gàng, sạch sẽ kiểu gần như là quá mức. Ví dụ như là con làm việc đi, trong bàn làm việc của con nhiều khi mình đang làm việc này việc kia, mình có bày đồ ra. Mình muốn là để sau đó mình phải tự sắp, bởi vì nếu không thì mình không biết được như thế nào một lần. Nhưng mà con cứ đi ra ngoài uống nước, tôi đi vào là anh ấy sắp xong rồi. Là gọn gàng rồi. Dạ, gọn quá gàng. Quá gọn gàng. Đúng rồi, đến mức độ có một cái lần á, bây giờ trên tay con là không có cái nhẫn gì hết. Con có nha, con còn nha. Con thì không có thói quen đeo đồ trang sức nhiều. Và hôm đấy con đi về, con cởi ra, con cho vào trong một cái tờ giấy con gấp lại. Tức là hôm đấy là con cho vào túi sách không, nên con sợ là để trong túi sách này kia nó rơi mất, cho nên là con mới cho vào cái giấy, nhưng mà nó là cái kiểu như giấy vệ sinh ấy ạ. Sau rồi con để trên bàn trang điểm. Thôi rồi, xong. Ông đem quốc đi, ông bỏ vô rác. Ông dọn dẹp rồi. Trời ơi. Đúng rồi đấy ạ. Con quay vào con tá hoàng, con bảo đồ lâu rồi, nhưng mà đến khi mình nhận ra điều đấy thì rác đã đi đổ rồi ạ. Nên là không kịp để bới thùng rác luôn. Ôi giời. Ôi. Thế con không biết là nếu mà con càng gọn đồ của người khác thì sau đấy người ta phải bày nhiều hơn. Lý do đơn giản bởi vì con dọn nhưng mà người ta, cho nên người ta đâu biết đồ người ta để chỗ nào. Thế là mình lại phải bươi ra hết để mình tìm cái đồ của mình thì là nó sẽ bừa hơn. Rồi gọn gàng quá lố này. Thế rồi còn gì nữa? Khi mà hai vợ chồng hay nói chuyện thì có những lúc không thể tránh được cái việc mà cãi vã. Thế là cái khi mà con có hơi nóng lên một tí xíu thì chồng con lại rất là nhiều lời và hay kiểu phải dùng từ thách thức. Đó, rất là thách thức, lúc đấy gọi là đổ thêm dầu vào lửa đấy ạ. Máu lên, máu lên. Đó, dạ, sẽ nói những cái câu làm cho mình tức điên lên mất. Đố đấy. Đó, hai vợ chồng cùng nóng bất hòa mà chút. Còn thật gì nữa không? Với con thì con thấy có hai cái điều đấy là lớn nhất thôi. Con muốn Khánh thay đổi điều gì? Chỉ cần là khi mà giống đấy, con nóng một xíu thì thôi anh cứ tem tem lại một tí đi. Kiểu gì thì vợ chồng cũng sẽ luôn luôn hòa thuận. Rồi bây giờ tới con này Khánh. Dạ. Này, bạn ấy có nóng như con không? Hay là có những cái tật xấu nào nóng hơn á? Đúng rồi, vì trong công việc thì vợ con là sếp của con, mà có một cái câu chuyện thử sự đến bây giờ con vẫn còn nhớ. Lại chuyện buồn hay chuyện vui? Chuyện buồn tiếp. Chuyện buồn tiếp thì buồn tiếp. Hôm nay ông mang ba câu chuyện buồn về đây. Thì cái lần đó là vợ chồng con dọn về ở với nhau rồi, trong cái lúc mà cãi nhau nói qua nói lại rất là nhiều, nhưng mà có một cái tình huống xảy ra lúc đó là con đang ăn mì tôm, con ăn bát mì tôm ở bàn á, rất là nóng, vừa úp xong đang ăn mà con nói lại vợ con á, vợ con cáu lên ra bề cái bát mì tôm úp lên đầu con, bề cái bát mì tôm úp lên đầu con. Ôi rồi thế rồi sao? Rồi sao? Trước khi bát mì úp mì tôm thì cái cảm giác của mình vẫn đang muốn chiến thắng và mình vẫn muốn nói lại. Nhưng mà sau khi mà bị úp mì tôm á, gần như khi đó là con bị tắt điện luôn á. Hốt hoảng chứ gì nữa. Con gần như là con rơi vào cái tình huống là mình không biết như nào thế nào. Mình chết luôn người. Gần như mình sợ. Thực sự là nếu mà nói một câu là mình sợ.
Nhưng mà lúa con cứ bị bỏng không? Úp là úp lên đầu của tóc. Ừ, con rất nhiều tóc. Cho nên nó gần như nó chỉ bị nóng thôi. Mày mà nó bỏng một chút thôi. Ai tóc con mà như chú là có chứ là... Xong là hết luôn rồi. Ôi. Sau đấy là con hốt hoảng là coi như con chui nhà tắm, con tắm thôi chứ dám làm gì nó. Khi khi đó là con có ở cùng em trai của vợ con nữa. Thì khi đấy bạn ra bạn lôi vợ con ra luôn. Thì con vào phòng con tắm rửa và con ở trong phòng. Con ở trong phòng mà con không thái độ nữa. Thì vợ con ngồi vào phòng khách thì sau đến buổi tối thì thôi. Đến bây giờ thì vợ con đỡ nóng tính rồi và gần như là ok hơn ngày trước rất nhiều rồi ạ. Con có mong muốn vợ con bớt nóng tính không? Con có, nhưng mà ngoài mong muốn đấy ra thì con cũng vẫn muốn là vợ con hay cứ sống thật với bản thân mình. Thì vợ con rất là bận, giữ những cái vai trò rất là lớn. Mình gặp khách hàng mình phải đóng rất là nhiều vai. Mình ở nhà mình rất là stress nhưng mà gặp khách hàng mình vẫn phải tươi cười. Và những cái điều đấy nó mang lại những cái áp bức trong người. Thì mình không biết giải tỏa với ai thì con sẵn sàng là một người cho vợ con giải tỏa. Đến bây giờ thì con ngồi đây thì con mới hiểu điều đấy. Và kể cả bây giờ vợ con có một còn một chút phần nóng nảy nhưng con vẫn thế, vẫn ok, vẫn chịu được. Nhưng mà đã bớt rồi đúng không? Bớt nhiều rồi ạ. Thực sự nếu mà ngày xưa 10 phần thì bây giờ còn khoảng tầm 2-3 phần thôi ạ. Ôi trời, chúc mừng con rất là nhiều rồi ạ. Mà chú nghĩ là chắc chắn là sau cái lần mà ốp cái tô mì lên đầu là hai vợ chồng con nói chuyện rất là nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Đúng chưa? Dạ. Thật ra là một cái hành vi nó rất là khủng khiếp đấy. Dạ. Nha. Con cũng có nhận thức được là lúc đấy là hình như mình cũng sai lắm rồi. Dạ. Thì sau đó là con cũng thôi. Và đúng như chú Quốc Thuận có nói thì vợ chồng con bắt đầu ngồi lại và nói chuyện với nhau. Nói chung là cảm ơn các con nha. Yeah. Và hy vọng rằng là cuộc sống các con sẽ ngày càng tốt hơn, công việc sẽ còn phát triển hơn nữa. Và đặc biệt rằng là các bạn hãy kiềm chế bản thân mình đó. Thay vì nóng tính thì mình nên có thể ngồi lại để nói những cái điều nó tốt đẹp để làm sao để thay đổi. Dạ, em tên là Thu Thủy, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ, em năm nay là 29. À, rồi con em. Dạ, em là Duy Vũ, em là nhân viên ngân hàng. Hôm nay em 32 tuổi rồi. Vũ và Thủy, dạ, hai bạn quen nhau thì trong trường hợp nào? Rất là tình cờ, hôm đó là em có người bạn hẹn đi ăn và một người bạn cũng là bạn của Thủy. Thì Thủy thì đến sau, còn em nhóm bạn đến trước. Thì sau khi Thủy đến thì thấy mọi người trên bàn cũng một chai bia hết. Thủy vô thì kêu lên bia, lên bia, lên bia. Tại em đâu có biết đâu, em thấy nguyên bàn bia không, em tưởng là toàn bợm giống em. Thế là em vô, ok mỗi người lên chai đi, vào 3 ra 7. Thì em uống hết 3 ly mà anh này uống một chút xíu. Em thì bất ngờ nữa, trời, son gái mà máu rồi. Cái bắt đầu hỏi tuổi thì sinh năm bao nhiêu, sinh năm 86. Cái nói, thôi rồi, lại không hợp. Tại vì em trước đó cũng quen hai người cũng 86 mà cũng và lúc đó anh cũng mắc cười lắm, anh nói em vậy nè, quá tam ba bận thôi chúng mình bất chấp hết yêu nhau đi. Xong rồi cái em kêu cái ông này vớ vẩn vậy. Nãy nghe Thủy nói gì là em tưởng là ai cũng là bợm nhậu giống em, bộ Thủy nhậu nhiều lắm hả? Dạ không, em thì uống sơ sơ thôi chứ không có bợm nhiều, nhưng mà có điều là em nói vui vậy thôi chứ cũng khoảng chừng 5-7 chai thôi. Vậy á? Vậy là không phải bợm đâu, uống hết ghê á. Sau cái buổi hôm đó chị nhậu xong thì nguyên Ben kéo nhau đi chơi. Đi chơi thì anh này vô trong chỗ nhảy nhót á thì cũng nhạc dập dình xong uống bia vô xong rồi khoác tay lên vai em. Em đẩy ra. Chị bình thường tại vì em nói ông này dê. Nó gần quá rồi em khoác tay lên thôi. Chứ không nói gì. Dạ, nếu là em khoác hay là bia khoác? Có lẽ em cho bia. Bia đúng không? Bia khoác đúng không? Thì không biết uống bia mà, uống xong rồi giờ thấy ai cũng là khoác hết. Rồi có phải vì lý do đó mà ghét ông này không? Cũng một phần anh, nói chung là em cũng chẳng ưa ông này từ đầu rồi. Đến khoảng 2 tuần hay 3 tuần sau đó, có một người bạn trong nhóm thích anh chàng này mà cũng đâu biết đâu. Thế kêu em gọi điện thoại cho anh này đi uống cà phê đi. Thế là em gọi điện thoại cho anh này ra uống cà phê. Thì ra. Do cái người kia thích em cũng không có để ý gì hai người đó hết. Nói chung là anh này ảnh dạy gái lắm chị ơi. Gọi dạ, cái là đi liền à. Dạ. Mặc dù là không để ý nhưng mà cứ gọi là đi đó. Dạ, thì gái gọi là đi. Em hỏi nè, nhưng mà lý do gì sao mà đang ghét mà lại chuyển hóa thành yêu? Có một ngày vô tình anh này bị trúng thực, mà em thì là đi học nghiệp vụ trên Sài Gòn. Thì em đi Sài Gòn thì đi ngang qua nhà anh này. Thế là anh này mới nói em ơi, mai có rảnh không? Cho anh đi ké lên Sài Gòn đi. Thế ok, em là người tốt bụng mà chị. Dạ, cho nên là em cho đi giờ. Ủa nhưng mà mới đầu là em ghét bạn này. Dạ. Đúng không? Rồi. Mà qua cái việc mà bạn đi nhờ xe, bạn bệnh hoạn vậy đó thì tự nhiên em rủ lòng thương. Dạ em thương người chị. Tức dạ, là còn bạn thì này có thương bạn này từ đầu không? Em cũng có lời ánh mà chị. Thì ban đầu cái em cũng cũng có cảm tình, cái thì tự nhiên thấy người tốt, xuống nhà chở đi ấy, mua thuốc cho mình. Cái em mới mời bạn này về nhà, cái mẹ em mới nói ủa này là anh nhỏ mà nấu chè đậu xanh nha đam hả con? Trời, anh đứng anh giật hai cái lông mi anh bập trước mặt mẹ anh vậy nè. Đó xong rồi cái em nói anh chàng này có vẻ không ổn rồi.
Ê, tí nó đem kêu nhỏ nào mà nấu chè đậu xanh nha đem nhỉ. Sao cái người mà thích em trong nhóm bạn người này thì em không mấy, thì lúc quen người này xong em cũng không dám mấy nữa. Rồi hai em quen nhau thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? 3 tháng. Còn... Ủa, 3 tháng hả? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là tổng thời gian quen nhau là được bao lâu? 3 tháng. Ủa trời. Mọi người thấy thời gian này 3 tháng là nó lâu hay là nó nhanh ta? Dạ có người thì trong một ngày, người ta hôm sau người ta quyết định cưới, còn em 3 tháng chắc cũng có thời gian dài á. Nhưng mà theo tiếng gọi của ai? Dạ, theo tiếng gọi của ai hay là theo một cái lời đề nghị của một bác sĩ nào đó? Dạ không, em hiện tại bây giờ chưa có em bé anh cho nên là không phải bác sĩ nói. Dạ thứ hai đó là như anh nói rồi, thôi thì em cũng già mà anh cũng lớn tuổi rồi, thôi hai đứa mình cứ vớt đời nhau đi em. Rồi xong đó là về cái quyết định cưới về luôn nhà. hai ba tháng là cưới luôn. Dạ thôi. Tụi em là đã kết hôn được bao lâu rồi? 10 tháng. Hôm nay là đúng 10 tháng. Ở bên nhà của... Dạ em ở bên nhà chồng em được khoảng chừng 3 tháng là em xin ra ngoài. Ra dạ riêng. Tại em thì em không chịu nổi. Sao vậy? Có phải là do... Do cái nhà em thì nó nằm mặt tiền đường á, xe cộ đi qua lại. Thì nửa đêm lần đầu tiên giờ em về em nổ cái xe tải nó chạy xuống dốc đó, nó đổ nổ bánh xe. Nổ cái đùng cái vợ em hoảng hồn vô la lên lùm xùm đó. Em nói thôi em sẽ ngủ tiếp đi, nổ bánh xe không sao, sao. Mà hả, em sao em ngủ được, em trước giờ ở một cái nơi thanh tịnh nó quen rồi. Khi mà về đó là vừa gặp trời nóng nè, sốt nè. Rồi á hả, xe bánh xe nổ bánh, em không thể nào em ngủ được. Thế là em phải xin phép mẹ chồng cho em về nhà em. Cưới xong về nhà chồng là em xin mẹ là cho em về nhà mẹ em tịnh dưỡng. Em tính ở nhà mẹ em luôn. Em không về nữa em chịu không nổi. Xong anh lên nói thôi em ơi, lấy mèo nấu chó thôi đi về nhà anh đi. Thế là phải đi về thôi. Mẹ em cũng đuổi về, mẹ em đâu cho ở nhà em đâu. Khổ lắm, đi lấy chồng mà bị đuổi hắt hủi vậy. Rồi em xử lý như thế nào khi mà em gặp những cái tiếng ồn như vậy? Đêm đó em ngủ kiểu gì? Cho vợ em 2 cái gì nhét vô tai. Dạ chồng em hôm trước vậy, hôm sau tặng vợ 2 cái đồ nhét lỗ tai. Xong bắt đầu em phải quấn chăn xung quanh cái đầu em, chừa cái lỗ mũi để thở thôi. Trời ơi. Thì cái thời gian chừng 2-3 ngày đầu thôi. Riết là cái nó làm mình mệt, cái mình ngủ nó nằm không biết luôn. Rồi bây giờ ở với nhau là 10 tháng rồi. Dạ. Thì em có phát hiện và vỡ mộng ở điều gì ở ông chồng em không? Trời ơi, có chứ anh, nhiều lắm. Nhiều dữ không? Trời ơi, tật xấu của chồng em là bao la. Sau 1 tháng kết hôn em phát hiện ra chồng em chơi game. Nửa đêm dậy, lấy cái chăn chùm lên đầu, chùm luôn cái láp để cho cái ánh sáng nó khỏi phà vào mặt em. Mà đêm thì em ngủ là cái tật em là phải giang tay giang chân gác. Tự nhiên cái hôm đó cái em gác em thấy ủa sao không có ai hết trơn á. Em bật đầu ra thấy nguyên đống lù đằng trước mặt em, phát hiện được em la làng lên. Cái game mấy trò đó hồi xưa giờ em chơi giờ dường như nó cũng khó bỏ. Thì hứa với em là trời ơi, anh hứa với vợ là anh sẽ bỏ, anh không chơi nữa. Vài ngày sau lại phát hiện ra chơi tiếp. Có nghĩa là em không đồng ý ảnh chơi game là bởi vì không có cái đồ để cho em ôm với em gác đúng không? Không phải. Dạ không, cái đó chỉ là một phần thôi chị. Cái phần quan trọng đó là em sợ chồng em sức khỏe nó không có được ổn định. Đêm đến mà không có lo ngủ mà lo đi chơi, cái đó là không có tốt. Rồi ngoài cái đó ra thì chồng em còn mê gì nữa không? Đánh bài anh. Cứ tôi cuối tuần là bỏ vợ ở nhà bơ vơ. Thứ chiều thứ bảy chủ nhật thôi. Chứ không qua là gì hết. Tức là đánh từ chiều thứ bảy qua tới chiều chủ nhật luôn? Dạ không về... Nội đánh cỡ đó là em cho ra khỏi nhà rồi chị. Đánh mà cứ ngày thứ bảy là đi làm có nửa buổi thôi, nửa buổi còn lại là chứ chồng còn nhiều việc lắm phải giải quyết. Xong rồi ngày chủ nhật ấy về nhà mẹ đi đánh bài. Xong rồi em mới phát hiện, em xuống tận nơi em bắt quả tang. Sợ tận tay dây tận tráng dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Em về cảnh cáo liền. Xong cũng lại hát bài hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Thế vậy như em đánh vui chứ không có gì hết, bạn bè vậy. Thì giống như hồi đó gom tiền đi mua bia mồi nhậu hết. Em thì chuyên ăn mồi chứ không có nhậu được. Như đó là một cái cách mà hùng tiền đó mà. Đúng dạ, không? Dạ vậy thì thôi người ta hùng đại, người ta nhậu luôn đi, người ta về đỡ mất công ngồi từ sáng đến chiều đánh bài xong hùng vô rồi vui. Nhưng mà này, có lần nào mà khiến mà em bực dọc lên mà em đòi phải là chia tay với ông? Có chứ anh, trời ơi, 2 lần luôn. Em còn gọi mẹ chồng em ra nó mà em nói đó mẹ coi đó anh vậy đó thôi chắc con không sống được anh rồi, chúng con sẽ đường ai nấy đi, má đừng có trách con nha, con không có bảo vệ được anh nữa đâu. Thế là em mới về em viết đơn xin ly dị. Em để trên bàn kêu rồi ký đi cho tôi còn đi lấy thằng khác. Trời ơi. Rồi lúc đó thái độ chồng em. Em đâu ký đâu, em sáng ra em thấy cái đơn em đọc thôi em cũng tỉm cười. Nói, nghĩ sao ký trời. Cái em ghi vô mấy câu, ngu gì ký, ký gì ai nấu cơm chặt đổ. Trời ơi, ngu gì ký. Anh chị thấy đó, chồng em á là vậy đó, nhây đó. Mỗi lần mà em điên lên, em tức lên á, em đập đồ chồng em.
Trời ơi. Vậy cái lum sùm cái đụng đâu ném đó mà đụng toàn đồ em không chứ không phải đồ của vợ em. Rồi vậy thì vợ em có những cái tật xấu gì không? Thứ nhất là hay nóng tính. Rồi la nói lum sùm. Cứ về nhà cái hở gì cũng la. Sáng làm gì từ từ làm gì mà la mà anh la. Em nói thật với anh chị chứ chồng em á nói một lần không bao giờ nghe đâu. Nói hai lần không bao giờ nghe, phải lần thứ ba em phải gào lên như là con thú điên á mới nghe. Thì cứ gào thét lên em cũng tức. Nhưng mà cái tật xấu nhất của vợ em là gì? Chuyên gia lùng bóp với lại thấy tiền lẻ đâu lâu là lụm hết. Lụm hết tiền lẻ? Ủa sao lấy tiền chẳng đi em? Tiền chẳng là tiền để ngoài chị. Tiền chẳng cho em để em lấy mà em tiền lẻ rồi em. Tiền lẻ là khoảng 500 với 200. Không, tiền là bên ngoài còn tiền chẳng là bên trong. Ngoài là em gom, còn tiền mà ở bên trong bóp là em rút. Dạ. Dạ, giữa ví dụ anh để chừng 3 tờ 500 với lại mấy tờ 200 là em sẽ rút 1 tờ 500 1 tờ 200. Ừ. Em mới thắc mắc ủa sao tiền mình đâu có làm gì chứ... đâu nó mất dần dần. Ban đầu em đánh dấu cái để trong cốp vậy bộ ấy. Thì vừa ấy xong cái hồi em lên thế nào cũng em biết mở ra ủa đâu rồi cái rồi lòi ra rồi giấu lấy... tiền trong cốp xe á mà em đâu có tha đâu, em mà thấy trong bóp không có là em vô trong cốp em lấy. À, em phải lục hết tất cả mọi thứ tại vì người ta nói rồi thành thật trước bình minh đi thì chẳng có lỗi gì ai biểu không thành thật thì em còn quản lý chi tiêu bây giờ chính là em hả? Dạ em chính là em. Anh làm bao nhiêu là mỗi tháng là bao nhiêu là không có đưa hết anh ơi, hồi trước là đưa 3 triệu xong em làm quá bắt đầu phải đưa lên 5 triệu á. Chứ còn nữa, thực tế là bây giờ thẻ của anh tới chục cái thẻ mà em còn không biết cái thẻ nào với thẻ nào. Anh không cho em biết đâu mà mấy chị dâu của em nói là thằng Vũ nó làm nhiều tiền lắm á. Mày lo mày quản lý nó đi, không thôi con khác quản lý nó đó. Thì em cũng lo cho chồng em thôi, em mới quản lý giùm thôi mà chồng em trách em là hay lục bóp á. Chuyện của chồng làm ăn là thẻ của chồng, vợ không có việc gì mà phải biết hết á. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi của em ở chồng em là gì? Bớt chơi game với lại bớt đánh bài, đánh bạc tụ tập đi. Cái thứ hai nữa là thành thật trước bình minh về tín độ tiền bạc chi tiêu. Thì em có đủ số tiền để mai mốt xây nhà làm riêng chứ đâu thể nào đi ở trọ hoài được. Đúng không anh chị? Rồi còn con cái sau này nữa. Rồi bây giờ mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính, bớt lục bóp. Thì chồng cứ thành thật đi, vợ sẽ không đi gom nữa. Thực ra chị thấy ở cái thời điểm này á, cái chuyện mà mình bắt chồng mình á thành thật cái chuyện mà tiền bạc á, thì giờ em thử thay đổi chiến thuật đi. Có nghĩa là cái điều em muốn á, sau này mua nhà hoặc là xây nhà để lo cho con đúng không? Thì bây giờ em giao trách nhiệm đi. Trước khi em có con hoặc là anh muốn em có con thì tụi mình phải có một căn hộ. Anh cứ việc giữ cái tiền của anh lo cái việc đó. Thì chị chỉ khuyên tụi em á, là em cứ nhớ cái câu ông bà mình nói á, là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đó có nghĩa là em cứ xây cái nhà đi rồi em giao cái nhà đó cho vợ em để vợ em quán xuyến. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy đó hả? Con quà của mình em ơi. Quà của mình. Thích quá. Quà đi, quà đi, quà đi. Đây, cầm đi em. Trời ơi, đáng yêu quá. Bởi vậy thì cảm ơn tụi em nhiều lắm. Lò bánh tét Mai Anh, gốc Minh Tân. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Chuyên. Em tên Trình Thanh Đa. Hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản. Và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Thủy sản. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá. Quá giỏi. Trời ơi. Em cưng nói rõ đi, cưng nói rõ. Em giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên sao? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi, mời được đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Tức là thích anh Đa là ở cái điều gì lúc đó? Em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em cứ chơi chung với em Út của anh Đa. Thì em thấy sự chững chạc của anh ấy và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm. Mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc, ga dáng, anh ấy đã ít nói nữa. Đúng cái phong cách rồi mà thích, là duyên số hay sao mà gặp cái là em thích liền, em thích ổng luôn. Rồi lúc đó Đa em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á. Nó gọi là trong veo á. Trong veo, lúc với vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ không? Hay là lúc đó như vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều. Wow, vậy đó hả? Dạ. Chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em? Và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Dạ. Và ai là người chủ động? Đó. Khi mà gặp là em thích rồi.
ít xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi, 8-9 năm gì rồi. Rồi sao em chùng bước không? Hay là em quyết định là bây giờ mình phải... Lúc đó em không biết. Là ngay ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc không biết anh có bạn gái gì đâu. Và xong vài hôm sau đó, cái là mới có cơ duyên là bản thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Đó. Tức là cái người bạn em của anh Đa là rủ em đi uống nước. Dạ rồi. Đúng rồi, đi chơi một đám bạn, đi ra ngoài uống nước với một đám bạn luôn. Thì trong đó mới gặp anh này nữa, học lại anh này nữa. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bon rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin. Đến giờ này em cũng còn thắc mắc là khi mà lúc đó nó không hiểu tại sao mà tụi em nhắn tin với nhau mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Anh ấy nhắn tin hỏi thăm em, xin số điện thoại của em hỏi thăm, không biết có phải là nghe lời mẹ hay không. 3 ngày sau tụi em gặp nhau, xong cái mới xin số điện thoại trong ngày hôm đó, nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em cũng chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Cái em tưởng đó ổng gọi. Xong mình quýnh lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó làm, bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Bạn cứ tưởng đâu là bộ mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Không hiểu tại sao em lại vậy. Em khóc không? Rồi từ đó về sau em biết rồi. Em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn, rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn, xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đa nè, lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng dạ hết, thì cái bản chất của em là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á. Đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình á là chọn con đường á, vợ mình sau này á là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu đó. Lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2-3 năm, hai học ba năm, hơn 3 năm. Sau khi em ra trường, sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em Út. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em là muốn gả em cho một người. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh ấy mới đi du học ở Mỹ về. Xong cái em không chịu, em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa, mày có người, con có người yêu chưa? Nó đâu dám nói có, nó có sợ bị đánh, tại vì không dám. Xong cái nói con chưa, cái không chịu. Cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu. Cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng cái gì, nhắn tin lại một tháng mấy hai tháng thôi, thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không? Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy? Nói thật vậy anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao, cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà. Cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi. Bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng
nói vậy thôi. Ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Ừ. Thì là ông xuống thật. Đưa ai xuống luôn? Ông xuống luôn. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Wow. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói xuống đi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha đóng cửa cái rầm. Cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy đó. Cái nói trời người ta nào vậy sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó thì bắt đầu là lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc, bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chồng cha cũng khóc, thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra, cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi em nói ở ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu, ở đây em xin lỗi anh, bởi vì á cái không biết cha có đồng ý hay không, mới có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh sẽ cứu được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng hồng khoảng nửa tiếng rồi, chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười hả anh xui bắt tay gì trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gã đi từ lúc nào. Một chút nữa cái ra cười, cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi các kiểu, mình ủa cái gì xảy ra vậy không lẹ dữ vậy, mình cũng không biết luôn. Coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân không? Thì trên đường về á, thì trên xe cũng có bàn tán rồi cô dâu rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó khó hơn nữa. Cho nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ á là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới đám tang đầu tiên. Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng là cũng thời gian khá dài, 7-9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Đó, cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về rồi nãy giống như là ăn cơm với kẻ đó mình có hợp hay không, đó là cái chuyện đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Bành xác ạ. Không có. Đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi. Bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy mấy tuổi là cưng? Một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi dạ. Rưỡi như vậy là tụi em lấy nhau cũng được chắc cũng 2 năm rưỡi hả? Dạ 5 năm. 5 năm? 5, 6, 7 năm. 7 năm. 7 năm. 7 năm. Từ khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Như vậy là sẵn đây á là em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Rồi, coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm. Rồi, tiếp tục một cái gì nữa nè. Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tai nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Có tác động vật lý với em không? Đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi có gì chị phụ cho. Em chở vợ đi dạo, rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn bd á, mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Hừng lên vừa về tới nhà, cái đầu cái mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, lúc đó không, là mình đổi nón bảo hiểm. Là... chứ không cũng còn khôn. Ngồi ở sau cỡ nó. Rồi lúc đó đa xử lý làm sao? Lúc đó em giải thích nó, ủa tại sao đánh anh vậy? Thì bà này bà khóc luôn, tại mất nước chứ lắm. Khóc rồi vừa khóc vừa nói. Rồi xong đó em quạo em nói tại sao mày đánh tao? Lần đầu tiên khó chịu đau. Bà này đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên cái đụng
đánh mình. Tại sao mày đánh tao? Bà này bà nghe cái câu mày như đó khó bạo hơn nữa. Tại vì em là một người không thích nói chuyện kiểu đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cái tự là đầu tiên mà ổng nói với mình câu đó, trong khi đó ổng vừa mới sai nữa. Em tổn thương quá trời, có em bị xèo xuống, em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Em bò vô trong phòng, giơ tay, em lấy lọ thuốc, em tính tự giận. Không hiểu sao, có em cảm thấy rất là nặng nề. Em lại nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Giận ở đó sao? Rồi sao, rồi có uống thuốc không? Có. Trời ơi, lúc đó em sao đã kể tiếp. Em kể tiếp chị nghe. À, lúc mà đánh em rồi ha, là lúc đó em bảo rồi tính giơ tay đánh lại rồi mà thôi dùng vỏ nó em đi luôn, đi chỗ khác, đi ra khỏi nhà luôn hả? Đi ra khỏi nhà, ra ngoài đó, ngoài quán đó mình ngồi để mình suy ngẫm lại. Bà nghe tin nhắn của bà này tự dặn người kia là mình hết hồn về đó, chạy kiếm vòng nhà không có, cái thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được, kêu qua không nghe, đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống nước thuốc tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu đem lôi vô toilet, đổ nước vô chậm cho ối ra, sốc ruột luôn. Hai điểm xấu quá là sốc nổi, tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi, còn cái nào nữa không nói đi chị phụ cho nhá. Hung dữ đó chị, hung dữ ba tật xấu luôn, hung dữ. Nói gì nữa, nói gì nữa. Trong ba cái tật đó, em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. Còn 30%. Rồi cái ghen. Ghen là 90 rồi. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10, còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, thì chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái nhà nữa. À tôi tới vậy ngon rồi. Còn cái sốc nổi, cái sốc nổi. Cái suy diễn đó chị. Suy diễn đó. À suy diễn. Cái sốc nổi bây đó. Bây giờ đó. Bớt chưa, bớt cái đó. Hết rồi, tại vì bây giờ chững chạc rồi, hết suy diễn rồi. Ủa vậy ngon quá. Chỉ rồi, giờ bây giờ ngon rồi đúng chỉ không? Chỉ một lần trong đời. Giờ em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Không, anh nghĩ nên giữ đó. Giữ để kìm em lại. Giữ để kìm. Để kèm em lại. Coi như không mong muốn vợ thay đổi điều gì luôn. Không, em không muốn hoàn hảo như 100%, nhưng mà cũng phải có một chút gì đó. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. À, tật xấu thì em nghĩ là cũng không có gì, nhưng chỉ duy nhất cái là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói, đúng rồi. Hot boy lạnh lùng. Em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em hung dữ? Thì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi, bữa này không bao giờ nói chuyện, em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi nói lại đó. Thành ra là mới hung dữ chứ. Thật sự nếu như mà nói chuyện lại với em thì chắc là không hung dữ như vậy. Có nghĩa là ít nói nè. Ít nói nè, lạnh lùng nè. Dạ đúng rồi. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Cái đó là cú. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, để chia sẻ nhiều hơn. Chỉ vậy thôi. Kể từ hôm nay ngày mai về em nói hoài cho nhức đầu luôn. Em nói khi nào bà sợ tôi chưa? Nhưng mà cái kiểu mà không nói là do em làm biếng nói, hay là đó là từ đó giờ em cảm thấy em im lặng thì nó sẽ đúng với cái sở thích của em hơn? Tính em thì ít nói thiệt, nhưng mà cũng có nói. Nhưng mà do là mình, thứ nhất là do mình trong công việc á, mình nhịn vợ á, có thể là vợ lớn tiếng quá hồi này kia, mình không cần nói luôn, mình im lặng luôn để mình tự giải quyết hả? Yeah. À, tại vì em là bên bất động sản. Yeah. Là em sẽ phải rất là uyên bác, rất là nói gọi là nói chuyện để với khách hàng á, là sẽ phải rất là uyên bác đó, chứ không phải là người kiệm lời đâu. Đó mà lý do là em không nói chuyện nhiều với vợ là nó phải có nguyên nhân. Đó thì thành ra là đó, em nghe không, em nghe chồng nói không, là bởi vì nhiều khi vợ nóng tính quá, cho nên là nhiều khi anh nói, có thể lúc đầu anh nói xong rồi là không thấy cái sự đồng điệu của vợ thì tự nhiên cái làm biếng nói luôn, không nói nữa, không lâu ngày cái nó trở thành cái nó tạo thành một từ cái... lúc mới cưới là từ lúc mới cưới em là mười mấy năm nay tới giờ rồi là tính anh nó như vậy rồi, đã như vậy luôn rồi. Bởi vì em tại sao mà em lại có một cái suy nghĩ là ổng vẫn còn yêu người kia, là bởi vì cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều, và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em mới chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi, sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ như em cần cái gì em cứ chia sẻ là đa cần gì cái hai chồng chia sẻ với nhau cũng là một cái thú vị chứ bộ.
Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình. Đúng không? Yeah. Chứ bởi vì cái đó là do mình chọn mà. Yeah. Đúng không? Thành ra là mình chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thì chị nghĩ là có thể cái nguyên nhân đầu tiên á, là do anh hiểu được là em vẫn còn có một cái gì đó nặng lòng và ấm ức với cái mối tình cũ của anh. Và vô tình nha, cái này là vô tình thôi, nhiều khi em không nghĩ tới đâu, nhưng mà vô tình cái cảm xúc đó nó cứ như vậy hoài đối với ảnh á, nó sẽ đi đến cái chuyện là ảnh từ nặng nề rồi tới áp lực, và cuối cùng thì ảnh nghĩ đó là lỗi của ảnh, là một cái lỗi rất lớn đối với em, để tạo cho em phải luôn luôn đau khổ với cái điều đó. Thì thành ra là đó cũng là nguyên nhân để ảnh cứ gói mình lại, cứ thu mình lại, ảnh không cởi mở nữa. Đó, cái đó là cái nguyên nhân. Tức là mình muốn chữa bệnh thì mình phải tìm ra được căn nguyên của bệnh. Em mình dùng không, chứ không phải tự muốn sửa là sửa được. Cho nên là nếu thực sự cái điều đó là đúng, thì chị nghĩ rằng á, là hai người đều phải gọi là bắt tay nhau để mình hóa giải cái điều đó. Ví dụ như anh, em muốn chồng em cởi mở với em, nói nhiều với em, thì em phải xóa đi cái mặc cảm tội lỗi mà do thời gian á, tự nhiên em tạo cho anh một cái mặc cảm anh bị tội lỗi đối với em. Đúng không? Dạ. Em phải xóa cái đó đi. Thì hồi nãy chị đã chia sẻ với em cái chuyện là em xóa bằng cách nào rồi. Bởi vì thực ra đó là một đối tượng hoàn toàn vô hại với cái tình cảm vợ chồng của em bây giờ. Dạ. Tại vì nếu anh lựa cổ là anh đã lựa rồi. Dạ. Em cứ thấy tỷ lệ mà 9 năm với 1, với 2 năm đi. Ví dụ, đâu phải đâu tới 5. 9, tức là tỷ lệ là 9 phần bao nhiêu đó. Mà anh lại chọn cái phần bao nhiêu đó thì em biết là em thắng rồi. Đúng không? Cho nên rằng á, là em phải gạt bỏ tất cả cái đó đi để anh thoải mái cái đầu óc. Đúng không? Chứ còn á, ai cũng vậy, nếu như chị cũng vậy, em cũng vậy, hoặc là Tuyên cũng vậy. Tự nhiên mình có một cái cảm giác mặc cảm là mình tội lỗi với cái người đó. Không bao giờ mình có thể cởi mở được với cái người đó đâu. Đúng không? Ví dụ chị làm điều gì có lỗi với Tuyên chẳng hạn, chị khó ngồi đây mà cùng dẫn chuyện với Tuyên lắm. Chị sẽ cảm thấy là chị luôn chị nhìn qua là chị thấy chết cha, trời, mình làm cái điều có lỗi với nó, sao mình cười với nó được. Mình không thể nào làm đúng rồi, hòa quyện nhau lại được á. Em hiểu không? Yeah. Em gạt đi, em phải là cùng hỗ trợ với anh cái điều đó, thì tự động anh sẽ mở lòng, mở lòng, mở lòng, và lúc đó là tình cảm của tụi em sẽ thăng hoa. Đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Đúng không? Do mình chọn chứ bộ. Giờ hứa với nhau đi, hứa với ảnh đi, trước khi mình chia tay mình phải hứa với nhau đi nào. Nói chung á, là em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em, và anh Đa nói chung là anh cũng rất là tốt, là một cái người chồng mẫu mực. Dạ, một người chồng mẫu mực. Tuy nhiên thì hơi hung dữ một xíu là bởi vì ít nói quá, cho nên nó lại rất là giận, không có một cái chỗ để mà em chia sẻ, thành ra cảm thấy luôn luôn rất là ấm ức á, ấm ức trong lòng. Thành ra là có những lúc thì cũng hơi nóng tính thật, nhưng mà em cũng đang kiểm soát là tốt rồi. Nhưng mà em chưa hứa với Đa. Đó, em hứa Đa nói để sau này có lý do để mở lại hứa. Em hiểu cái nguyên nhân rồi thì em sẽ thay đổi cái đó. Để sao Đa, một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói cho chị nghe coi. Thì ra thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh, thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Hài lòng rồi nha. Thường là sau đó là nắm tay nhau hứa đó, đúng không? Nãy như chị với em là ve nè. Đó, không lẽ bển làm được. Rồi. Wow. Trời, nhiều quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều.